ho suốt 20 ngày do hóc hạt lạc trong phế quản. Người phụ nữ ở Quảng Bình ho kéo dài suốt 20 ngày, nhưng tình trạng không giảm, xuất hiện đau ngực, khó thở tăng dần. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới Quảng Bình thông tin về một bệnh nhân nữ có triệu chứng ho khan kéo dài. Tại bệnh viện tuyến dưới, người phụ nữ này được chẩn đoán viêm phế quản và cho toa thuốc uống. Sau 20 ngày, cơn ho của bệnh nhân ngày càng dày đặc, cùng với đó là tình trạng đau ngực, khó thở tăng dần. Vì vậy, bệnh nhân đã chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới để điều trị. Tại đây, bệnh nhân đã được chuyển vào khoa ngoại lồng ngực. Qua quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, bác sĩ đã phát hiện dị vật mắc tại phế quản phổi phải. Nội soi cho thấy dị vật đã làm tắc nghẽn hoàn toàn lòng phế quản, niêm mạc ở dưới thương tổn phù nề mạnh. Trước tình hình đó, bác sĩ và điều dưỡng khoa thăm dò chức năng nội soi, nhanh chóng nội soi cho bệnh nhân. Dị vật là một hạt lạc có kích thước nhỏ được lấy ra một cách thuận lợi. Hiện bệnh nhân được đưa về khoa và theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.